khi mà mình sử dụng một cái loại máy móc thiết bị tốt thì nó ra những cái trải nghiệm tuyệt vời. Khi mà bạn chuyên viên bạn ấy đi triệt cho mình thì cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, chỉ gọi là hơi châm chích nhẹ một chút thôi. Chuyên gia Minh Hương đã cho chị xem một nửa khuôn mặt vừa mới thực hiện xong, thì đúng là chị thấy là cái khóe miệng cười nó giảm đi cái phần nhăn ở đây rõ rệt. Và như mọi người thấy đấy, bây giờ làn da của Vân Anh có sáng hơn và cái lỗ chân lông trên da nó nhỏ hơn rất nhiều, nó nhỏ hơn rất nhiều. Trước cái lỗ chân lông của Vân Anh nó to lắm. Mọi người có thể thấy là nửa mặt bên này của chị này. Vâng. Nó cái cơ nó đã nâng lên rất là nhiều, đúng nhìn mặt thì kiểu bị lệch luôn đấy, thành hai con người. Trong quá trình mà chăm sóc da thì thực sự là mình cảm thấy mọi thứ công nghệ đều hiện đại, và bản thân mình cũng là một người rất là khó tính trong việc là skin care và da mặt. Mình không làm gì thôi, nhưng mà nếu như ai làm thì mình sẽ bị gọi là một cái cảm giác là để ý. Nhưng mà hôm nay phải nói thật là trong cái lúc mà làm ấy thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, thư thái, và mình như ngủ luôn, và gần như là mình không mặc cho tất cả mọi thứ cho đi kề luôn. Và đấy là một điều mà mình nghĩ là khách hàng đến phải yên tâm và mình mới giao được cái sự yên tâm của mình cho DK. Ví dụ như là hôm nay mình đã trải nghiệm như vậy. Là một khách hàng đồng hành cùng DK từ những ngày đầu thành lập, và càng ngày càng thấy DK có thêm nhiều khách hàng chất lượng, từ những ngôi sao, diễn viên và rất là nhiều người có tầm ảnh hưởng mà đến làm đẹp tại DK. Xin chúc cho DK ngày càng phát triển vững mạnh và luôn thành công rực rỡ.